của báu. Nước Tống có người được Hòn Ngọc đem biếu Quan Tư Thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận, người biếu thưa rằng: "Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả là thứ ngọc rất báu, mới dám đem dâng quan lớn, xin quan lớn nhận cho tôi được vui lòng." Tử Hãn nói: "Ngươi cho ngọc là của báu, ta cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận thì hai bên cùng mất cả của báu. Âu là ngươi cứ đem về, ai giữ lấy của báu của người ấy, như thế của báu của hai người đều còn cả thì chẳng là hơn ư?" Người biếu ngọc cúi đầu thưa: "Chúng tôi là thường dân mà lại có ngọc này, chỉ sợ trộm cướp mà có khi lại hại đến thân." Tử Hãn thấy thế, lưu người ấy lại, gọi thợ ngọc đến rũ ngọc, bán được tiền rồi, bèn đưa cho người ấy đem về để làm giàu. Tả chuyện.